bạch thế tôn nếu đại bồ tát vì sự tận của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự tận của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự ly của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự ly của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự diệt của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự vô sanh của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự vô diệt của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng. Nếu đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì bản lai tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì tự tánh niết bàn của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhi tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát, vì sự ly của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhi tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? nếu đại bồ tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết chí chăng vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết chí chăng nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết chí chăng vì tự tánh niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết chí chăng